Trong đám tang của ông nội, chàng trai này đã lén bỏ điện thoại vào trong túi áo của ông. Sau khi ông nội được chôn cất, do anh quá nhớ ông, nên đã không kìm nén được mà gửi cho ông mình một tin nhắn. Anh vừa bỏ điện thoại xuống, bên ngoài lập tức sấm chớp dập trời. Kết quả đến ngày hôm sau, Greg vô tình phát hiện, ông nội đã trả lời tin nhắn của mình. Nhưng dòng tin nhắn đó rất kỳ lạ. C-C-C-A-A. Greg nhanh chóng chạy xuống nói với bố mình. Có lẽ ông nội vẫn chưa chết. Nhưng bố anh lại không tin. Trách mắng anh nói năng sằng bậy thiếu căn cứ. Sau khi bố anh nhìn thấy dòng tin nhắn, lại giải thích rằng, chắc là do tín hiệu bị trục trặc. Thấy Greg vẫn không tin, bố anh lại nói, bên pháp y đã tiến hành giải phẫu cơ thể của ông nội rồi. Ông nội mất là do bệnh tim tái phát. Tuy nhiên sự nghi ngờ trong lòng Greg vẫn còn, bởi vì mấy cụm từ đó chính là những từ lóng mà chỉ anh và ông mình mới biết. Thế là anh đã đi đến trước mộ của ông nội, làm một hành động táo bạo. Anh lấy điện thoại ra gọi điện cho ông nội, sau đó bỏ xuống đất áp tai để nghe. Anh không ngờ rằng lại có âm thanh phát ra từ dưới phần mộ. Điều này có nghĩa rằng tin nhắn hôm qua chắc chắn là do ông nội gửi. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lẽ nào ông nội thật sự chưa chết? Thế là Greg đã đi đến biệt thự của ông nội, muốn điều tra kỹ chuyện này, nhưng không tìm được bất cứ manh mối có lợi nào. Greg chỉ đành an ủi bản thân, chắc tin nhắn đó đúng là do bị trục trặc tín hiệu. Cứ như vậy một tháng đã trôi qua, dần dần Greg cũng quên đi chuyện này. Cho đến hôm trường tổ chức bữa tiệc, bởi vì Greg khiêu vũ với Hoa Khôi trong lớp, Greg trốn trong nhà vệ sinh, gọi vào số điện thoại của ông nội, đã khóc lóc và nói ra chuyện hôm nay với ông. Anh sợ tên cá biệt kia lại đến tìm mình lần nữa. Vốn dĩ anh chỉ bực tức cằn nhằn một tí mà thôi. Không ngờ ngày hôm sau, bạn thân gửi cho Greg một tin nhắn. Tên cá biệt kia đã chết một cách rất ly kỳ. Greg thật sự không dám tin. Cho đến khi anh đến hiện với tư thế hôm trước anh bị bắt nạt, Greg sau khi biết được chân tướng, cả ngày thất thần không tập trung. Chủ nhiệm của anh nhận thấy sự bất thường, đã kêu anh xin về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Cô còn nói cái chết của tên cá biệt kia chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Greg hiểu được tấm lòng của cô, nhưng trong lòng anh biết rõ tất cả chuyện này có liên quan đến ông nội mình. Thế là đến buổi tối, anh lại gọi điện cho ông nội. Không ngờ vừa bỏ điện thoại xuống thì ông nội lại gọi cho anh. Việc này đã dọa cho Greg một phen hết hồn. Anh không dám nhận cuộc điện thoại này. Cho đến khi nhạc chuông kết thúc, anh mới lấy hết dũng khí cầm điện thoại lên. Không ngờ lúc này, ông nội lại gửi tin nhắn đến, khiến cho Greg sợ đến toát cả mồ hôi lạnh. Khi anh rón rén nằm xuống sàn nhà để xem nội dung của tin nhắn, lại là các chữ cái kỳ lạ. Hóa ra ông nội nói cho anh biết, ông sẽ giúp anh giải quyết hết những phiền toái xung quanh. Vì để làm rõ tất cả, Greg đã đến tìm quản gia cũ của ông nội, muốn hiểu rõ hơn về ông nội. Quản gia nói với Greg, đã từng có một người làm vườn chân tay không được sạch sẽ, lấy trộm một món châu báu của ông nội. Ông nội không những đuổi việc hắn ta ngay lập tức, còn thông qua quan hệ rộng rãi của mình, để tất cả mọi người không được mời người làm vườn đó nữa. Việc này đã trực tiếp cắt đứt hết kế sinh nhai của hắn ta. Cuối cùng hắn ta bị phát hiện, đã tự tử ở ga xe. Greg đột nhiên tỉnh ngộ ra, hóa ra ông nội mình lại nguy hiểm như vậy. Thế là anh đã đến cửa hàng điện thoại, dùng điện thoại cũ của mình đổi một chiếc máy Oppo mới. Còn đổi cả số điện thoại, anh lại lấy điện thoại mới gọi cho ông nội. Cho đến khi nhìn thấy cuộc gọi thất bại, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau khi nghĩ lại, anh lại thấy có gì đó không đúng. Nếu như điện thoại cũ bị người khác mua lại, thì không phải là có thể nhắn tin với ông nội rồi sao? Nghĩ đến đây, anh lại mua lại chiếc điện thoại cũ, sau đó để nó vào hộp khóa, giấu vào trong tủ quần áo. Vốn tưởng rằng chuyện cứ thế rơi vào dĩ vãng, chớp mắt đã 5 năm trôi qua. Trong 5 năm này, Greg đã quên đi chuyện chiếc điện thoại, dồn hết tâm trí vào việc học. Trải qua sự cố gắng và nỗ lực, cuối cùng anh đã đỗ vào một trường đại học top đầu. Greg chào tạm biệt bố mình, một mình đến thành phố lớn, trải qua quãng thời gian đại học đẹp đẽ. Cho đến ngày hôm đó, bố Greg gọi cho anh, nói cho anh một tin xấu. Chủ nhiệm cấp 3 của anh đã xảy ra tai nạn khi đi, sau 2 ngày nữa sẽ tổ chức đám tang. Greg vội vàng về dự đám tang của cô giáo. Qua bạn bè anh biết được, hóa ra người gây tai nạn đang say rượu, nhưng chỉ vì hắn là con trai của hiệu trưởng, dựa vào quan hệ này, nên hắn ta đã thoát khỏi vòng lao lý, chỉ cần giam ở trung tâm cai rượu trong nửa năm mà thôi. Mà trung tâm cai rượu đó, thực ra càng giống một club hơn. Greg nghe vậy đã vô cùng tức giận, anh về nhà tìm lại chiếc điện thoại cũ kia. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn quyết định gọi điện thoại cho ông nội. Có một kẻ tên Whitmore đã hại chết chủ nhiệm cấp 3 của cháu. Cô ấy là một người tốt, nhưng kẻ hại chết cô lại đang nhởn nhơ ngoài pháp luật. Cháu muốn hắn ta chết. Ngày hôm sau, hung thủ giết chết cô giáo của anh, liền chết một cách bất thường. Greg có chút không dám tin, chẳng lẽ ông nội thật sự đã hiển linh rồi sao? Điều này làm anh rất hối hận, cả ngày cảm thấy bản thân đã gián tiếp giết chết người. Vì để giải đáp sự nghi hoặc trong lòng, Greg đã đến trung tâm cai rượu, bỏ ra $200 để lấy thông tin từ người gác cửa, cho rằng anh ta bị rối loạn tâm thần.
Nhưng lúc đó Greg lại hỏi về thương hiệu của cục xà phòng. Đó là các thương hiệu bắt đầu bằng chữ B. Bút bi sao? Không sai, tại sao cậu lại biết? Sau khi nghe xong, Greg không dám tin. Bởi vì thương hiệu xà phòng này, trước khi còn sống cô giáo của anh thường hay dùng. Lúc này anh rất hối hận. Bởi vì một cuộc điện thoại của bản thân mà đã gián tiếp giết chết người. Anh ấy đi đến trước mộ của ông nội, không ngừng sám hối mọi tội lỗi mà bản thân gây ra. Chính bản thân đã biến ông nội thành hung thủ. Cháu thật sự rất xin lỗi. Sau khi về nhà, Greg lại nhận được tin nhắn của ông nội. Lần này vẫn như cũ là một dãy chữ cái. Anh hiểu ý nghĩa phía trên. ST chính là stop, chính là bảo anh hãy dừng tay lại. Sau đó Greg chạy đến bên hồ, nhìn hồ nước yên lặng. Greg đã làm một quyết định táo bạo. Anh ấy lấy điện thoại từ trong túi ra, trực tiếp điều chỉnh thành chế độ máy bay. Cứ thế ném điện thoại xuống hồ. Chính thức từ biệt ông nội, cũng đã mở ra một chương mới cho cuộc đời anh. Bây giờ anh chỉ tin một chuyện. Đợi đến khi tôi chết. Đợi đến khi đại hạn của tôi tới. Tôi hy vọng lúc tôi được chôn cất, trong túi nhất định phải trống rỗng. Bộ phim đến đây là kết thúc. Đây là bộ phim đáng sợ mang theo sự hồi hộp, được chuyển thể từ truyện của Stephen King. Cả bộ phim không có cảnh quay bạo lực đáng sợ, nhưng vẫn cho người xem phải nổi da gà. Những người yêu thích thể loại phim như thế này, nhất định phải xem bộ phim này. Được rồi, phim hôm nay đến đây thôi. Hãy theo dõi kênh và hẹn gặp lại.